Ngày 28 tháng 6, hơn 1 triệu thí sinh cả nước bước vào ngày thi thứ 2 của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Buổi sáng, thí sinh làm bài thi tổ hợp môn khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan. Mỗi môn thi thành phần, thí sinh có thời gian 50 phút làm bài. 7 giờ 35 phút, thí sinh bắt đầu làm bài thi đầu tiên. Trong khi đề thi tổ hợp khoa học xã hội được đánh giá là vừa sức, không quá khó để đạt điểm cao, thì tổ hợp khoa học tự nhiên, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2024 lại được nhận xét là rất khó đạt điểm 9-10. Em thấy hôm nay thì cũng không phải là khó và cũng ở mức trung bình đối với cả các bạn. Thì em là một thằng học khá là yếu lý nhưng mà em khả năng em làm thì vẫn được tầm 7 cộng ạ. Và hóa thì em thấy đề dễ hơn những đề mà em làm thử và em thấy khả năng trên 8 với các bạn bình thường thì cũng là cao. Còn sinh học thì em thấy năm nay là đề rất là dày ạ, bởi vì nó tận 6 trang. Nhưng mà em thấy khoảng tầm 20 câu đầu thì nó thường là câu đọc hiểu. Nên là những bạn không được không học sinh như em thì em thấy vẫn thể làm được và trên 56. So với những đề mà em từng làm ở nhà và em đi học thì em thấy đề năm nay, chính thức năm nay thì nó có phần nhẹ hơn là những đề em tự làm. Bản thân em thì em cảm thấy môn lý và hóa thì tầm 7 đến tầm 8 thì nó là mức trung bình đến học sinh có thể đạt được. Còn mức 8 trở lên là mức vận dụng cao nên là đòi hỏi cái tính kiên nhẫn và đòi hỏi cái sự hiểu biết sâu về bài học nên là cũng khá là khó. Về môn sinh thì em nghĩ là em cũng không học nhiều sinh, em cũng nghĩ là tầm 5 đến tầm 6 là cũng có thể đạt được ạ. Môn hóa thì nó khó hơn là mấy cái câu mà tính thực tế và tính hỏi cao về cái mức sâu về cái mấy cái chất cụ thể là nó khá là khó với bản thân em. Còn mức mà cơ bản thì có thể là làm được hết ạ. Em dự kiến em được tầm 7.25 đến 7.5 ạ. Môn lý thì tầm 34 câu đầu thì em làm được tầm khoảng 40 phút quay đầu. Còn 6 câu sau thì cũng thế ạ. Môn sinh thì làm xong 15-20 phút rồi ạ. Tại cũng không hiểu bản chất rõ nên là khó mà xác định được. Em thấy lịch sử năm nay em thấy dễ hơn địa lý ạ. Em lo nhất là môn lịch sử nhưng mà năm nay em thấy lịch sử dễ. Em chắc tầm chắc là cũng 7 hoặc trên 7 gì đấy ạ. Môn địa lý thì Atlas thì chắc chắn là trên 5 rồi ạ. Nhưng mà thấy khó hơn nhưng mà em cũng nghĩ là em sẽ trên được 7 cái này. Với môn giáo dục công dân thì em thấy nó khá áp dụng, chỉ cần học kỹ sách giáo khoa là có thể làm được. Em thấy cũng khá là dễ, đề sử thì đủ khả năng để không liệt đâu. Nhưng mà hai đề còn lại thì khả năng là trên 8, trên 9 đấy ạ. Địa lý thì khá là dễ, mọi câu trong Atlas thì nhìn thì rất là dễ ra. Còn mấy câu lý thuyết thì nó toàn kiến thức cơ bản, thì có thể làm được. Ủa, giáo dục công dân thì thôi, giáo dục công dân thì nó phải nói là siêu dễ, không có gì bàn cãi luôn. Trên 8, trên 9 là chuyện bình thường với cả cái đề này. Với mọi người, còn đối với em chắc là em trên 8 thôi, em cũng không giỏi môn đề lắm. Buổi chiều cùng ngày, thí sinh thi môn ngoại ngữ với hình thức trắc nghiệm, thời gian làm bài 60 phút. Sau môn thi này thì hầu hết các thí sinh đều cảm thấy vui vẻ bởi đây là môn thi cuối cùng trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Và đặc biệt, đề thi vừa sức với các sĩ tử, việc đạt điểm tối đa không quá khó khăn. Môn tiếng Anh thì là môn tủ của em ấy ạ. Tại vì em có thi IELTS, em có bằng IELTS rồi nha. Hôm nay em đi thi thì em khá là thoải mái. Với cái đề tiếng Anh này thì em chỉ làm hết một nửa thời gian là em đã làm xong hết rồi ạ. Thời gian còn lại thì em soát lại bài và tô vào đề, check lại bài cho cẩn thận. Khi mà nhìn qua đề thì con cảm thấy đề này khá là vừa sức. Không có nhiều câu đánh lừa học sinh quá đâu ạ. Đề có tất cả 50 câu thì đề mà chắc chắn thì chắc phải trên 45 câu. So với những cái đề mà đã từng luyện ở trên trường hay là ở nhà thì con thấy bài đọc nó ngắn hơn ấy, ngắn hơn so với trên trường khi đã luyện. Em thấy vui, đề nó dễ so với hơn mọi năm, thấy dễ hơn đề minh họa của bộ. Bạn em phải làm được 45 đến 46 câu chứ, làm trong khoảng 20 phút rồi. Hôm nay cảm thấy cũng xong xuôi hết rồi, cũng nhẹ nhõm hơn hẳn ấy. Nói chung là em cũng ôn nhiều cho nên là với em thì dạng đề này cũng là dễ. Với em cũng là dễ. Với em thì em làm bài thì em cũng không chắc một vài câu thôi.
Nếu mà được thì em chắc cũng khoanh vùng là từ 9. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay diễn ra an toàn. So với năm 2023, kỳ thi hiện không gặp sự cố đáng tiếc nào về lộ lọt đề thi. Số thí sinh vi phạm quy chế thi giảm đáng kể so với năm 2023. Cụ thể thì buổi thi văn có 7 thí sinh, năm 2023 là 12 thí sinh. Buổi thi toán có 3 thí sinh, năm 2023 là 4 thí sinh. Buổi thi tổ hợp có 9 thí sinh, năm 2023 là 22 thí sinh. Đêm trước ngày thi môn đầu tiên, sáng 27 tháng 6 thì mạng xã hội xuất hiện tin lộ đề ngữ văn. Người phát tán tin đồn là một nam sinh lớp 12. Bộ Giáo dục và Đào tạo sau đó đã phủ nhận thông tin lộ đề. Việc tác phẩm Đất nước được đoán trúng chỉ là ngẫu nhiên. Dự kiến ngày 17 tháng 7, kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ được công bố.